cơ sở tính toán nhu cầu tiêu dùng bình quân trong một tháng của khoảng 1,8 triệu dân trên địa bàn. Hiện đã có 10 doanh nghiệp lớn, siêu thị, trung tâm thương mại cam kết và xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, sự trữ hàng. Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng 20% trong dịp Tết này. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường dịp Tết nhằm chủ động nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, đảm bảo chất lượng, số lượng và ổn định về giá từ đó góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiểm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông dân tộc thiểu số, vùng biên giới.